Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em đến các bác mẫu xe đạp đua VSIB VS720, một chiếc xe đạp khung carbon bánh 700C và được sử dụng một cái bộ cấu hình cực kỳ tốt của dòng Shimano, đó là dòng 105 giờ 5810 một níp hai đĩa cho 22 tốc độ khác nhau. Đấy, và cái mức giá đang bán chỉ là 15.800 các bác nhé. Cái mức giá này thì là vô cùng rẻ rồi cho một chiếc xe đạp khung carbon thương hiệu Đức. Và carbon của Đức thì lúc nào nó cũng là một cái gì đó rất là tốt ở trên thị trường, cực kỳ là bền và rất là chắc chắn. Cái thương hiệu VSIB này thì cũng rất là có tiếng ở trên toàn thế giới rồi. Tông màu đen xanh các bác nhé, cực kỳ đẹp, cùng carbon nước sơn nguyên bản. Chỉ có những cái vết xước nhỏ, xước răm do đã qua quá trình sử dụng và là sẽ bãi nhập khẩu về nên là không thể tránh khỏi thôi. Còn là tổng thể xe thì còn rất là đẹp, tông màu sơn thì còn giữ cái độ bóng cũng cực kỳ là tốt. Thì toàn bộ dây này đã được chạy âm sườn này, dây thì được toàn bộ chạy âm sườn rất là gọn gàng, cực kỳ đẹp. Và bộ chuyển động của xe thì xe được sử dụng bộ là 105 giờ 5008 các bác nhé, 11 lít 1 2 3 4 5 8 9 10 11 lít và hai đĩa, hai tầng đĩa. Đây, đặt đĩa trước cũng là Shimano 105. Đùi đĩa trục rỗng các bác nhé, Retrobec, thương hiệu Retrobec. Và vành này cũng là Retrobec luôn, vành 700C. Thì Retrobec nó là một cái hãng sản xuất phụ tùng riêng thuộc công ty VSIB luôn các bác nhé, sản xuất riêng cho dòng xe này. Và lốp được sử dụng là lốp Maxxip. Lốp Maxxip các bác nhá. Và lốp này có cái đường kính là 700C nhân với đây, Maxxip 700C nhân với 23C các bác nhá. Đấy. Mayer thì được sử dụng là Mayer Formula. Formula bánh này là bánh Bicon. Vẫn là sử dụng Bicon bi hạt. Vành rất là đẹp, vành là cắt CNC các bác này. Khác CNC nên rất là đẹp nhé. Đũa thì là đũa tâm dẹp. Đến phần ghi đông xe thì cũng được trang bị là tay lắc Shimano 105. Và những thứ này vẫn là đồng bộ nguyên zin này, dây chủ pack hết này. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Tay lắc 105 11x2. Phanh là 3 mảnh whip rock. Đây là phanh zin theo xe luôn các bác nhé, phanh zin theo nhà sản xuất luôn. Tráng trước carbon, vành bánh trước thì cũng đồng bộ như bánh sau thôi. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn... Các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đó, từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50cm. Thì xe sẽ mở các bác đi từ khoảng 1m65 đến khoảng 1m75-76 đi là phù hợp. Bộ chuyển động 105, 11 lít 2 đĩa và 22 tốc độ phát ngang. Thank you.
Xe thì đang được bán với mức giá là 15 triệu 800 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.